Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến với vườn anh Nguyễn Hoàng ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cuốn video này giao lưu với anh em chúng ta một cái lô những cây hoa mộc hương. Vâng, đây là một cây mộc hương bonsai, là tác phẩm đầu tiên gửi đến các bác đây. Chào chú, chào tất cả các anh em yêu cây cảnh trên cả nước. Đang rộ hoa đẹp thế nhỉ, trên hoa. Thì bắn lộc, lộc lại lộc da đỏ nha, và hoa cũng rất là dày đấy. Điểm này là bên 33, vâng, ở vị trí để tay đây là 33. Đây là giả. Đợi lọc phun lên là hoàn thiện. Dây vào nước ba rồi. Vâng. Mùa này làm mộc cắt đi thì nó ra hoa, và cả kèm theo mầm. Nên là rất là đẹp. Còn cái mùa kia thì là nó chỉ có ra mầm thôi. Và di chuyển tiếp đến những cây mộc hương tiếp theo này. Cây này thì lại là nhiều thân, một gốc nhiều đầu, nhiều nhánh thân lên, nó như là rừng mộc hương ấy. Nhưng mà đoán là cây này rất là già đấy ạ. 9 đầu, 9 nhánh thân. Cây già lắm. Cây này thì bây giờ bắt đầu mới lóng nụ. Đây này, 28 Tết cái này chơi ra riêng. Ôi trời, cái cây tử này chả có mỗi cái sợi bé bé con mà nó rất dày hoa này. Vâng. Kiêu không? Con này mới là con già. Già lắm, tuổi cao. Mà đây các anh kết hợp một chỗ, một cái bệ đá kết hợp rất là để cho nó nổi cây lên. Rồi ok. Ít có cái loại hoa mà nó mang một cái hương nó quyến rũ và nó được lâu và nó khoách tán rất hay rất như lâu. Cái hoa mộc. Cái đợt hoa này là kéo dài được 20 ngày rồi mà vẫn chưa hết. Vâng, tôi sẽ đưa hết cái lô mộc hương trên chậu bonsai của anh Nguyễn Hoàng để các bác tham khảo. Giá cả thì có thể gọi điện alo đến số điện thoại của anh Nguyễn Hoàng. Chúng ta sẽ được anh báo giá cụ thể hơn, và cũng chính là cái số Zalo để chúng ta xem thẩm định thêm về cái hình ảnh. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Nguyễn Hoàng này. Tôi lấy cái thẻ anh ấy treo trên cây hồng xiêm. 0388 966 686.
đặt hai cây này hai cái sảnh biệt thự. Anh có bóng như này có hai cây à? Vâng cháu, cây này một cây kia. À một cây kia, để xoay cây này cho đến xoay cây kia luôn. Vâng vâng. Để các bác lựa chọn nếu mà muốn chơi đôi thì là vừa đẹp đấy. Đây là cây số 1. Vâng, bây giờ Đỗ Sinh di chuyển đến cây số 2 trong cái cặp đôi bọc hương mà anh Hoàng giới thiệu này. Vâng, cây này mà chuyển cái chậu khác giống cái cây chậu kia là chơi được này. Một cặp có thể ta chơi đôi xứng. Cây trực, cây huyền. Vâng, cây trực. Còn những cái tầm nhỏ hơn một chút, ví dụ như cây này cũng đẹp. Cây này anh ấy vào dây rồi, cây này chỉ khoảng độ một năm nữa nó ra dây răm nữa là rất tuyệt vời luôn. Những cây này thì giá thành nó cũng, giá tiền nó cũng là vừa phải. Đấy. Ví dụ như cây này đây được này. Ba thân rất cân đối nhau này. Rất tròn bóng này. Thế còn những cây tầm lớn hơn một chút thì chúng ta quan sát qua nhé. Số lượng anh có khoảng độ chục cây. Là cái tầm như thế này, này. Ở vị trí này gửi vanh được bao nhiêu cháu? Vanh gốc nó là 56. 56. Và vị trí áp tay đấy là 56. Đẹp nhé. Cây sướng thế. Nhỏ trên chậu. Như cây... đa tân trào thu nhỏ, tay nó vươn ra tất cả các phía rất đều. Ý. Vâng, ở những cây mộc tầng tầm trung ấy, thì anh Nguyễn Hoàng có những bộ đôi cây này. Chúng ta ngắm hai cây này chơi hay. Cây này thì nó cũng nét nét giống những cây tán đào anh ạ. Chính nó là tán đào ấy, nhưng mà tầm nó lớn lớn rồi. Vâng. Nó cao to rồi. Đây đây. Khi thoát thân lên xong chia cái chỗ này đúng là tán đào luôn. Cái này chia cành đẹp, da đẹp. Này phát cây 3. Bình 33 phát hết 3. Ở vị trí dưới này là 33 đúng không? Vâng. Mà mốc trắng hết này. Lên tại trên luôn. Bỏ lên hết trên trên chi rồi. Hoa được chùm. Chia cành rất đẹp cả hai cây. Đấy. Và bên này cây số 2. Ui, cây này lá nhiều hơn cả họ. Hoa trắng này. Đúng rồi, nó nứt vỏ mà, có những cây nứt vỏ. Nó già, ra đồng luôn. Chốt này rất là hiếm. Chốt ba cái tay mà nó lại được tiền. Nó cân đối. Thân cả hai cây không có cái sẹo nào. Liên lạc. Chuẩn bị con này đẹp to. Vâng,
0388 966 686, số điện thoại của anh Nguyễn Hoàng Mộc Hương. Vâng, và đây là hình ảnh của cặp đôi Mộc Hương Tán Đào, Đỗ Sinh vừa quay để các bạn thưởng thức này. Được, anh cứ giang tay ra tôi chụp kiểu ảnh làm cái ảnh đại diện. Rồi, chụp nhá. Đấy, cặp đôi anh Nguyễn Hoàng vừa mới giao lưu. Cặp như này cháu còn mấy cặp? Anh có mấy cặp như này anh? Ba cặp, vâng. Rồi. Những cái cặp chơi đôi như thế này thì khoảng độ bao nhiêu tiền một cặp anh ơi? Đấy, những cặp như này 120 triệu. Vâng, 120 triệu một cặp. Vâng, 60 triệu một cây. Những cây tán đào nhìn rất hay, to và cực kỳ là già rồi. Cái cốt chậu dâm ngủ này thì bảo hành sống rồi. Chắc chắn là bao sống rồi, bởi vì đã dâm ngủ lâu và cốt chậu như thế này rồi. Đây đánh đất thì nó sẽ rẻ hơn. Ok. Vâng, bây giờ Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một đôi mộc hương từ đôn chậu cho đến bóng cây để chúng ta chơi đối xứng này. Đế đẹp quá nhỉ. Ôi cái đế như con bạch tuộc đẹp không? Cái vị trí này được khoảng bao nhiêu? Cái này của nó là 50 sao chứ có to. 50. To đấy, to. Có nở gốc bồ. Ôi trời ơi, hoa này khủng khiếp quá. Cúi dưới gầm dưới tán lá mới thấy nó nhiều. Đúng là dịp Tết, hôm nay 28 Tết. Từ mặt chậu lên là cao 1,5 m. Từ mặt chậu lên đỉnh ngọn là 1,5 m. 1,6 m. Tán rộng hơn. Chậu này như chậu Huế anh. Huế chứ ạ. Ôi giời, tuyệt vời quá nhỉ. Chậu Long Phụng Huế đây. Chậu này đường kính chắc là tầm 1,2 m. Vâng, 1,2 m. 1,2 m. Rồi. Hàng này hàng cẩu rồi. Thì mới an toàn được. Đấy, chơi những cây mộc bonsai để trên cái chậu Huế nó đai đáy này đẹp. Hoa đẹp. Và những cái không gian lớn hai bên hai cây mộc này thì cũng chỉ cần chơi cái này thôi đã là thấy sướng rồi. Vâng, và đây là cây số 2. Đối xứng với cái cây tôi vừa quay cho các bạn xem. Cây này cũng già, cũng đanh cây rồi. Tại vị trí này vanh 52. 52, cây kia hôm nay anh nói là khoảng 50. 50. Vâng, hai cây nó cũng là 19 một 10. Ngang ngang nhau. Cái kia là cái trực này liền hai cây. Đẹp không? Đẹp, rất đẹp luôn. Rồi, cũng đôn chậu Huế như cây kia. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái bóng của một số cây mộc hương tầm lớn tại vườn anh Nguyễn Hoàng này. Cây này gốc rất khủng. Vành 62. Vâng. Gốc 62. Cây này được vành củ gốc là 62. Đấy, để tiếp đến sang cây này nữa.
Cây này thì già quá. Ôi trời, cây mua ở đường chỗ làng cổ đường Lâm. Mua trên đường. Đây ông cụ ông. Cây này mấy cây cây tử nó mọc nhánh không ở dưới mà đã hoa nó chi chít như này rồi. Già lắm mà tán nó lên đúng 1m7. 1m7 bắt đầu mới chia cành. Cái này đáng ra cháu ở trồng dưới đất thì đẹp hơn. Quầy. Để trên này nó cao chênh vênh quá. Ôi giời, cái bể này của anh cũng bể Huế đấy chứ. Vâng, Huế. Bể này thì to thì sức chứa để nuôi cây này thì thoải mái quá. Đây này. Nó đứng ở gốc cây mà nó tán ở trên đầu. Rồi, xong nhá. Đến cây này đi. Cây này thoát thân chắc được khoảng độ 60. 60, 65 và gốc là 45. Vành gốc 45. Chia cành như cái thế luôn. Hoa lên thật ngọn. Cái này với cây đằng sau chú cũng là một cặp, là một đôi. Đằng giá. Và đây là một cây này, anh Hoàng giới thiệu cây bên này nữa. Là một bộ chơi đôi này. Đấy. Đúng rồi. Ngang tầm thoát thân cũng như nhau. Cây này chơi đến mức độ nó kỹ kỹ và các cái tay của nó lại không dài đều người ra đâu, nó rụt lại đây đẹp không? Giật được chưa? Cắt ừ. Hai cây đều cắt giật. Cái dài ra mình bấm để cho nó gọn lại. Đấy. Cái form người ta không để yêu nghêu quá. Ôi trời, cái đế đẹp quá nhỉ. D24. Giống từ cắt hết để lại được hai cây đây này, bé ti ti như cái tăm mà cũng đeo hoa. Mộc dễ chơi mà nó dễ hoa, không phải chăm sóc cắt tỉa nhiều, chỉ có tưới thôi, bởi vì lại những cái cây khác chơi bonsai cần sợ nó lớn nó vống nó cướp tán phá thế cây, nhưng thằng mộc hương thì chỉ càng mong nó càng lớn càng tốt đấy, càng to càng to càng nhiều tiền, đo vanh bán tiền mà. Vâng, lại chuyển tiếp đến cây này nữa. Cũng là những cây một thân và cái thoát thân khoảng độ 60cm. Và bên này thì có một cái nhánh thấp xuống. Chính cái nhánh này mà hôm trước nhiều người bảo là tôi mà là Hoàng là tôi cắt bỏ đây này. Vâng. Đấy. Cháu cũng định cắt đấy. Đây đây. Nhưng mà xong rồi thôi để nó có nét tự nhiên. Tại vì là mộc cổ thì mình để cho nó cổ. Thế còn từ đây lên. Chứ nếu mà anh cắt là anh chiết thành một cây giáng trực. Vâng. Chiết mà. Chết chứ không phải bỏ đi đâu. Xong làm một cây giáng trực. Đấy, cây này thoát thân lên phải khoảng hơn mét. Vâng. Thế còn bên này vẫn là một cây. Không, bọn nó góp ý cũng tôi thấy cũng có lý đấy. Đây này. Vì tại mộc là người ta kiêng sẹo lắm chỗ. Ờ, người ta không thích nếu mà cắt lại để cái vết sẹo. Thì cắt. Ờ, nếu mà cắt thì chỗ này lại có cái vết sẹo nhỉ. Mình chỉ có hạ thấp xuống mình nuôi con tử treo. Tử. Ừ. Đấy, cây này cũng cốt của nó già ở đây mà. Đây cảnh cây này quá đẹp luôn. Quanh cái điểm này hơn 60. Hơn 60. Và cây thân to này là 40. Rồi, di chuyển đến một cây cuối cùng trong cuốn video về cái mảng mộc hương của anh Nguyễn Hoàng. À, cháu còn một cây đại thụ nữa ở ngoài cổng. Tí nữa ra cổng. Cái cây mộc ta già mà chất xịn là răm nó cứ li ti này nó rất là nhỏ răm. Và hoa nó vàng chanh lúc mới ra.
Vâng, chính là cái cây này mà anh em đánh giá là người thì nhận xét là nó rất kỳ quặc ở cái vị trí này. Đấy. Mới đầu thoạt nhìn đây là như hai thân nhưng không phải. Nó là một thân nữa. Nó là một thân. Lên là hai thân nó xoắn vào nhau. Xong nó xoắn vào nhau. Xong lên đấy lại chập vào là một. Chập lại. Đấy, các bạn nhìn thấy nó liền hết rồi đấy. Liền hết rồi chứ. Quá lâu năm rồi. Bởi vì trồng bao nhiêu năm mà để nó như thế này được rồi. Tuổi đời nó xuất sát được tầm trăm năm rồi. Đến trăm năm quá. Đây này. Dễ đấy, to toàn bằng cổ chân. Nó hay cái là nó cột kèo mà. Nó liền hết. Đây là cái cục này là hai thân nhưng nó liền hết. Hai thân nó quấn vào nhau. Vâng, các ông cứ tưởng là chỉ có xanh là nó liền, nhưng đây mộc nó lại liền. Vì nó quá lâu năm rồi. Đấy, nó liền, nó xoắn rồi, nó vặn và nó liền nhau. Như một cái đảo tết này chảy. Đây, tôi lấy tổng cả bóng cho các bác xem này. Cái phần tán của nó đây. Cây này cái lượng dăm nó rất là dày. Vâng, và với hai cuốn video tôi trở lại thăm vườn anh Nguyễn Hoàng, Đỗ Sinh xin khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.